Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Salana. Ngay bây giờ là 12 h 17 phút sáng uh, giữa đêm ngày 31 tháng 7 năm 2024 vậy luôn. Giá Salana là 178. Vừa rồi như vậy rõ ràng là bạn phải đi từng tập, Ok Vừa rồi như vậy là Salana nó nằm ở trong một cái khung giá như vậy rất lâu rồi, Ok Là một cái đỉnh của nó là 190. Ờ con giá. Và cái đáy của nó là 119. Và vừa rồi như vậy mình theo dõi là cái gọi là cái ABC là cái hình là hình tam giác. Okay, 119 uh, 119 119 190. Miễn sao nó nằm ở trong 119 190 nó là một cái hình tam giác. Nhưng nó hợp cái đợt này thì nó phá lệ một chút xíu nhưng đây mình sẽ đi lại cho bạn okay. đây là a đây a b c d a b c d e hình tam giác a đây là b đây là c đây là d và xác suất là e đang được diễn ra biết là vừa rồi nghe cái sự bay bổng vừa rồi của nó đây 17, sự bay bổng của nó rồi là đây con giá đây là một con giá 90 nó lên tới 193 rồi sau đó sập lại rõ ràng ở đây bạn có thể thấy là nó nếu bạn đếm nến thì nó hơn từ 3 tới 5 tiếng thì không hẳn lúc nào cũng vậy nghe gọi là trung bình từ từ xác suất là từ 3 tới 5 tiếng nếu mà nó đã nằm trên 190 là nó lên tới cái khu vực này rồi 192 100 210 mấy 212 222 Rõ ràng nó có lên tới 209, 193 cắn được con giá này. Nhưng bởi vì ở đây nó không có cố định. Nghe bạn có thể thấy là nó nó lên trên 90. Sau đó là gọi là nó bắt đầu là tuột dốc đi xuống lại. Nghe tuột, dốc đi xuống lại. Bởi vì vậy, nghe. À, về, bởi vì vậy thì cái hình tam giác vẫn đang được diễn ra. Có nghĩa là là gì? Đây là à, đây là A. Đây là B. Đây là C đây là D và đây là E đang được diễn ra. Và có những người sẽ nói là uh, rõ ràng thằng D nó sẽ không cao được hơn là thằng là, là thằng B. Nghe về kỹ thuật cái đó là đúng 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 là xác suất là thường thường là nó sẽ không cao hơn thằng D, thằng D sẽ sắp hơn, thấp hơn, thấp hơn. Nhưng gọi là không nghĩ gọi là luật thì luật chứ không phải phải là lúc nào nó cũng phải là chính xác hết. Nghe không phải là chính xác hết. Ok thì nó là vậy. Ok. Thì, thì thằng D vẫn có thể được dán ở trên đây và thằng E đang được đang được thằng E đang được diễn ra. Ok, nó là một cái hình tam giác kép. Okay? Thì nó có thì đó là cái sóng đầu tiên A B, C, D E E đang được diễn ra. Từ D như vậy xuống E thì nó sẽ có ba sóng giống như là đây, đây là A, đây là B và đây là C. A B C tạo ra sóng E, có nghĩa là sóng số 4 ok để hoàn tất ở cái, cái vùng giá này miễn sao giá nằm trên con giá là 134 thì là lên 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 và lên nhớ lúc mình nói là 134 như vậy không nghĩ là nó phải đụng được 134 miễn sao là nó không nằm dưới 134 thì nó sẽ lên còn nó nằm dưới 134 thì là, là mình sẽ sắp lại thêm một khúc nữa một khúc nữa nghe ngay bây giờ xác suất là nó sẽ nằm trên 134 Ok. Thì đó là cái tín hiệu là xuống 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 xuống. Ok, có nghĩa là À, những giờ tới đây nó sập Rõ ràng trước khi mình tới cái chống lưng này Thì ở đây mình có một cái chống lưng của cái sóng số A Sóng A Sóng A như vậy Giá ngay bây giờ là 178 ngay 178 nó đang à, thách thức cái cái kháng cự này Cái chống lưng này cái Chống lưng này chứ không phải là một kháng cự Xin lỗi bạn Đây là một chống lưng Đây bạn có thể thấy đây là cái đáy Và nguyên cái vùng này bạn có thể thấy Đó, Nguyên cái vùng này ok Thì đây là một cái đáy vừa rồi của nó ok Thì nó đang thách thức cái con này nhưng cái chống lưng này á, cái chống lưng này á, ok, cái đó là cái chống lưng của sóng số, số A, A. Đây là nguyên một cái dãy chống lưng của A đây, ok, sóng A. À, và đây là nguyên cái chống lưng của sóng C hoặc bạn có thể nói là sóng E. Cái chống lưng của sóng A là từ 179 cho tới 170 lần. Ok, giữ được 170 thì nó vẫn có thể tiếp tục đi lên. Nhưng sập dưới 170, đây mình có nói là 170, đây là 170. Sập dưới 170 nghe 170 thì xác suất là sóng số 4 đang được diễn ra rồi. Ok, hoặc bạn có thể nói là sóng gì? Sóng số 4 hoặc hoặc sóng sóng E đúng không? À, hình tam giác sóng E đang được diễn ra. Ok. Có nghĩa là sập dưới 170 là sóng E hoặc sóng 4 đang được diễn ra. Thì đây là mình sẽ cân nhắc với một cái mũi tên chỉ xuống chỉ xuống. Rõ ràng là nó sập dưới 170 như vậy là xác suất cao là nó sẽ e và sóng số, số 4 đang được diễn ra. Nhưng không chỉ vậy nữa, nó còn một sự thử thách nữa là đây là cái đáy vừa rồi của nó. Ok thì à, 165. Thì chừng nào bạn thấy nó sập dưới 170, đó là đóng dấu đầu tiên cho cái sự sập tới cái vùng này. Sau đó đóng dấu thứ hai, đóng dấu thứ hai là 165 bởi vì đây là cái đáy vừa rồi của nó. Đóng dấu đầu tiên, đóng dấu thứ hai sập tới cái vùng này và xác suất cao là chuyện đó đang xảy ra ngay bây giờ bởi vì giá thường giá của Solana nó sẽ đi theo BTC nghe giá Solana thường thường nó sẽ đi theo BTC thì nó xuống cái đợt đây là một cái đợt thu gom kế tiếp vừa rồi như vậy bạn có thể thấy là nguyên cái khung này á là cái con giá hồi nãy mình đã chia sẻ cho bạn là vừa rồi cái khung giá của Solana là nó nằm giữa cái con giá là 119 và 190 và nó bò 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 bò, bò lên được 193 ok khá là mạnh ok và bây giờ nó hồi lại thêm một đợt nữa để mình thu gom rẻ thôi không gì hết đây là sóng số 4 sau khi sóng số 4 kết thúc ok thì sóng số 5 sẽ bắt đầu lên 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 và lên thì đó là cái trường hợp xác suất cao là nó sẽ được diễn ra a b c tạo sóng e ok tạo sóng số 4 ok rồi sau đó bay lên ok đó là xác suất cao rồi, trường hợp thứ hai thì đây từ cái đáy của nó nghe từ cái đáy của nó đây là sóng số 1 từ bay bổng của nó là sóng 1 cái hồi là sóng số 2 ở đây và sau đó từ hai như vậy mình có thể xóa bớt cái này đi. Ok, khỏi rối. Từ 1 2 từ hai như vậy lên 3, lên 3 là tính lên từ cái vùng này. Đây là 3. Ok. Đây là đây là 4. 4. Và sóng số 5 thì đang được diễn ra. Sóng số 5 thì đang được diễn ra. Nha, sóng số 5 đang được diễn ra. Sóng số 5 đang được diễn ra như vậy từ 4 từ 4 như vậy lên 5 thì nó sẽ có 5 sóng được diễn ra. Từ 4 lên 5 nó sẽ có 5 sóng Đây là sóng 1 của nó Đây là sóng 2 của nó Đây là sóng 3 của nó Đây là sóng 4 của nó Và đây là sóng 5 của nó Và đây là những con giá nó sẽ rờ được kế tiếp ok Lên Rõ ràng là vừa rồi là 192 đã được cắn Đúng không? Thì xác suất kế tiếp là 212, 228 của cái sóng số số 5 okay. Thì đây là chỉ là sóng số 3 Đây là sóng số 4 Và đây là mình sẽ có từ 4 lên 5 như vậy Thì nó sẽ có 5 sóng, 5 sóng và 5 sóng Ok Thì làm sao là mình biết là sóng số 5 này được diễn ra Ok Nó có những con giá là sẽ cắn Con giá đầu tiên rõ ràng đây là cái đỉnh vừa rồi Của con giá nó là 170, 185 Số 1 Cắn con này nha. Yeah. Và ở đây mình cài đặt luôn là 185 Ok 185 Ok 185 chấm 67 cho nó chính xác đúng không chính xác ok cái đó là cái cái tín hiệu đầu tiên Nó nói câu chuyện là lên Đúng không? Cái đó chỉ là tín hiệu đầu tiên thôi okay. Là số 1 Số 1 đúng không? Uh, mình xin lỗi Là lời Mình kéo nó xuống chút xíu đi ha Ok Đâu đâu có vùng đó okay. Và Mình sẽ đổi nó thành Cái gì này Mình đổi nó thành Điều chỉ màu vàng Để Màu vàng Ok Bởi vì nó là một cái con giá quan trọng ok 185 con giá thứ hai là con giá 190 hồi đó là mình sử dụng nó đúng không 190 ok thì cái đó là nó đóng dấu thứ hai đây đóng dấu thứ một câu chuyện là lên 190 đóng dấu thứ hai nhưng mà cái đóng dấu cuối cùng ok đóng dấu cuối cùng để mình biết sóng số 3 này đừng diễn ra ok rõ ràng đây là sóng số 1 mà nó rơi vào 193 thì nó phải nằm trên con giá 193 nó mới đóng dấu nó nói lên câu chuyện lên 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 và lên thì đây là mình cài đặt thêm một cái con giá nữa là 100 193 ok 93 là gọi là final ok tín hiệu nó nói lên câu chuyện là gì lên ok cái cuối cùng là nó phải cắn cái đỉnh vừa rồi của nó cái đỉnh vừa rồi của nó là rơi vào 193 193.94 nè Ok, 93, 94, 5 đây là mình xin lỗi bạn Chừng nào nó lên nó cắn được 193, à, 194 thì mình mới biết là sóng số 3 đang được diễn ra. Sau đó mình có sóng số 4 và sóng số 5 lên tới cái vùng giá dạ này. Ok. Thì đó là hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên xác suất cao là nó sẽ sập lại ABC. Ok, đây là chống lưng của sóng số A. Ok. À, nó có thể chống được ở đâu ở cái vùng nó nếu nó chống được ở cái vùng gọi là nằm trên được 170, ngay nằm trên được 70 thì nó có sẽ có một sự bay bổng của sóng B này. Ngay sóng B này. Okay. Có thể là lên gần tới được 190 thôi. Rồi sau đó nó sập lại, sập lại tới cái vùng vùng này. Ok. Còn nếu mà cái sự bay bổng này đi lên á, cái sự bay bổng chuẩn bị tới đây nó đi lên á, nó cắn lượt luôn 190 nha. Và không chỉ vậy nữa nó cắn luôn tới cái con giá là 193 thì mình biết rằng á là cái gì? Là sóng số 3 đang được diễn ra thôi chứ không gì hết. Sau đó mới có sóng số 4 và sóng số 5. Ok. Thì sóng B này, ok sóng B này mình sóng B này Ok, xác suất là nó sẽ vượt qua được cái con giá 180 mấy này. Thì bởi vậy được đây, okay, mình xin phép xóa nó luôn đi ha, bởi vì về đếm sóng thì xác suất nó sẽ sẽ rờ được con giá đó. Ok. Thì bởi vậy là mình sẽ dẹp nó, mình sẽ cân nhắc thôi, mình sẽ cân nhắc thôi. Ok. Nhưng mình sẽ cái con giá 190 với 193 mới là quan trọng. Okay? Hai con giá đó là mới là quan trọng. Ok. Biết rằng 195 là cái cái tín hiệu đầu tiên là mình có thể gọi là coi chừng coi chừng là nó sẽ bay lên nghe. Nhưng tới 190 và 193 bởi vì 190 như vậy là nguyên một cái khung giá bao nhiêu tuần trời ở cái khu vực đó là nó nằm dưới 190. Ok bởi vậy mình dùng con giá là 190 và 193. Ok. 90 Ok Cán 190 Cán 193 Thì mình biết là sóng số 3 đang được hiện ra Thì nó có hai trường hợp cũng giống như BTC Nó không không khác gì hết Bay lên luôn Hai là 1, 2, 3 Để thu gom rẻ Rồi sau đó nó bay lên Ok thì hai trường hợp Nó giống BTC không không khác gì BTC Một đúng không à, làm, quay là, làm lại là thêm một lần nữa Một là nó rơi vào cái khung, khung giá này thôi Bay lên Đúng không? Cắn 193 để bay lên luôn. Hai là 1, 2, 3. Đúng không? Tới cái khung giá này dưới đây đã. Đúng không? Gì? Tới cái khung giá dưới đây đã. Ok. Tới cái khung giá dưới đây đã. Rồi sau đó mới đi lên. Ok. Thì đó là hai trường hợp. Ok. hai trường hợp đang được diễn ra. Và làm sao mình biết cái trường hợp nào được diễn ra thì nó có những cái mốc giá cắn 190, 193. Đúng không? Thì nó nói lên cái câu chuyện là gì? Nó nói lên cái câu chuyện là sóng số, sóng số 3 này đang được diễn ra. Còn mà nó chuẩn bị tới đây nó sập dưới 170 thì mình biết đã cân nhắc rồi, sập dưới 170 thì xác suất là sóng E đã được diễn ra, sóng C này đang được diễn ra hoặc mình có thể nói là sóng số 4 này đang được diễn ra. Cân nhắc vậy thôi, đơn giản đơn giản, đúng không? Đơn giản. Còn ngay bây giờ gọi là giữa giữa hai cái vành vàng này, ở đây mình vẽ luôn cho bạn. Giữa hai cái vành vàng này. Giữa hai cái vành vàng này. Nó ra là giữa hai cái vành vàng này thì bạn phải đợi nghe bạn đợi tới cái vùng này thì mình biết là xác suất là nó sẽ đi lên còn tới cái vùng này thì mình biết tới cái vùng này đúng không tới cái vùng 170 này đây 170 thì mình biết là chuẩn bị tới đây là nó rơi vào cái khu vực này ok thì nguyên một cái khung giá như vậy ok ngay bây giờ là cái thị trường nó đang đóng băng ok thì bạn không có um, gọi là để chắc chắn thì mình phải đợi tới 190 để chắc chắn thì mình phải đợi nó sập dưới 170 lần thì mình mới ra được một quyết định còn mà ra một cái quyết định ngay bây giờ xuống hoặc lên ngay bây giờ là cái đó là hơi 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 mạo tưởng nha hơi hơi cái gì đó <laughs> hơi hoang mang hơi hoang mang ok hoang mang ok thì bạn cứ đợi bạn cứ đợi ok xác suất là cái thằng a này nó có, có sẽ râu riêng thêm một chút xíu nữa Vừa rồi là nó đụng được 177 đúng không 177 là nó nằm ở khu vực này thôi có thể là nó xuống thêm chút xíu nữa ok xuống thêm chút xíu nữa okay. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Nếu tín hiệu vừa rồi nó chuẩn 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 thì cho mình xin uh, tín hiệu của tiền Academy chuẩn 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 bên dưới. Ok, và ấn dụng ngón tay. Ok, vậy thôi. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Xin chào.